Hôm qua đó thì chúng ta đã nói về quy y Tam Bảo, và quy y Tam Bảo cũng là có liên hệ đến cái pháp phần, có liên hệ rất mật thiết trong cái việc tu tập, chứ không phải là quy y Tam Bảo chỉ là một cái lễ nghi để mà chứng nhận là mình là trở thành một người Phật tử. Thực ra mình trở thành một người Phật tử hay không, mình có thể hiện được cái hành động mà mình gọi là quy y Tam Bảo trong chính đời sống hàng ngày của mình, mà biểu hiện đó chính là thân khẩu ý. Thì quy y Tam Bảo nó cũng có liên hệ tới những cái từ mà mình mấy hôm nay mình nói, ví dụ như là thận trọng, chú tâm quan sát, rồi sáng suốt, định tĩnh trong lành, rồi giới định tuệ. Đó là những cái từ mà có thể nói là nó hoàn toàn tương đương với nhau. Vì vậy cho nên là hôm nay chúng ta sẽ nói lại một chút về cái giới định tuệ. Hôm trước thì thầy có nói qua về định. Hôm nay mình nói lại về cả ba cái giới định tuệ một lần, để mình xem là cái giới định tuệ nó có một cái quan hệ mật thiết với nhau như thế nào. Thì thường thường trong giới định tuệ là đa phần là mình cứ có một cái quan niệm là giới là riêng, định là riêng, tuệ là riêng, tức là mình phải giữ giới một cái thời gian cho trong sạch, cho thật trong sạch về giới, rồi sau đó mình mới là hành thiền định. Rồi sau hành thiền định đạt được những cái bậc định này, bậc định kia, thì khi lúc đó mình mới hành thiền tuệ. Thực ra quan điểm đó là một quan điểm sai lầm. Giới định tuệ đó là kết hợp chặt chẽ với nhau, có thể nói là không có cái này thì không có cái kia. Không thể nào mà một người mà giữ giới mà trong sạch nếu như không có định và tuệ. Và nếu như một người hành thiền định mà muốn thiền định đó là thực sự đúng đắn là thiền định, thì không thể nào cũng có giới và tuệ. Và cái người có trí tuệ cũng vậy, không thể có trí tuệ mà không có giới và định. Nhưng mà ở đây ấy, cái giới định tuệ đó là nó là ba cái điều kiện, ba cái yếu tố, chứ không phải điều kiện, ba cái yếu tố tất yếu nó phải có, và phải có cùng một lần, chẳng phải là cái này sinh ra cái kia. Nếu mà mình tách riêng ra đó, thì không thể cái này sinh ra cái kia được, vì mỗi cái là mỗi riêng, làm sao mà nó sinh ra cái kia. Thì nó phải có liên hệ mật thiết với nhau, và nó sẽ là cùng làm việc với nhau, nó cùng hợp tác, ba phương diện cùng hợp tác chung với nhau mà thành ra là giới định tuệ. Thì bây giờ mình nói sơ về giới. Giới á là không phải là như mình hiểu á, là giới là những cái điều răn, điều cấm. Thực ra những cái điều mà Đức Phật ngài dạy đó là do điều kiện phát sinh. Cho nên ngay từ cái lúc đầu á, trong một thời gian rất dài lúc đầu, thì Đức Phật ngài không có đặt ra giới. Và lúc đó chư tăng chỉ có việc tu hành thôi, chứ không có đặt ra giới luật gì cả. Rồi á, cứ có một cái chuyện gì xảy ra, khi một cái chuyện đó nó xảy ra là nó không đem lại cái sự tốt đẹp cho cái vị đó, cái vị mà sai phạm một cái điều gì đó, thì lúc đó Đức Phật ngài mới là đặt cái giới đó ra. Thì trong cái giới này nó có nhiều cái tính chất khác nhau. Có cái giới á là đặt ra là để ngăn ngừa những cái điều bất thiện, để mà thoát ra khỏi những cái thói quen của cái bất thiện. Ví dụ như bây giờ một cái người mà họ cứ đi ăn trộm, họ cứ sát sanh, đại khái như vậy, tức là họ theo cái thói quen thôi. Bây giờ là cứ theo cái lối mòn đó mà hành động, cứ sát sanh, cứ trộm cắp bừa bãi. Cho nên bây giờ khi nói là không sát sanh á, chính là để mà nhắc nhở cho cái người đó
mỗi lần mà sát sanh đó, thì cái người đó phải từ từ nhắc nhở lại mình. Cho nên cái giới đó thì nó cũng vừa có cái nghĩa là giới hạn lại, có nghĩa là giúp mình thoát khỏi một số cái ràng buộc của cái thói quen mà thói quen xấu. Và cái điều quan trọng nhất ở trong giới đó, đó là điều học, tức là qua cái giới đó để mình biết được tâm mình, tức là qua cái hành động thô ở bên ngoài, dần dần mình thấy ra được cái tâm bên trong. Thì khi mà một cái từ cái hành động bên ngoài mà bắt đầu, từ hành động đó mà mình bắt đầu thấy tâm đó, thì khi đó mới gọi là giới sinh định. Nhưng mà thực ra là trong khi giữ giới ấy, là nó đã có sự hợp tác của định và tuệ trong đó rồi. Nhưng mà một cái người qua cái hành động của thân khẩu dần dần thấy ra được tâm mình, và cái một cái người mà nhìn rõ cái tâm mình, khi một người mà nhìn rõ tâm mình, biết rõ tất cả mọi cái hành trạng của cái tâm mình, thì lúc đó cái tâm nó dần dần là nó sáng suốt ra. Cho nên gọi là định sinh tuệ, cho nên giới định sinh tuệ là như vậy. Cái điều đó cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà nó phải đi đúng cái quy trình của nó đó, đi đi đúng cái trật tự vận hành của nó đó, thì nó mới sinh ra như vậy. Nhưng mà đồng thời đó, nó cũng là ba cái yếu tố này nó hợp tác với nhau chặt chẽ. Vì vậy cho nên khi mà giới đó, thì ở đây cái quan trọng của cái giới đó là điều học, tức là học ra chính mình. Mà học là phải dùng gì? Phải có trí tuệ mới học được, phải có chú tâm mới học được. Cho nên đó, lúc đó thực ra khi mình học cái điều giới thì cũng chính là có tham gia của định và tuệ vào trong đó. Thì một số điều giới là để ngăn ngừa những cái xấu ác của mình, hay là để thoát ra khỏi cái thói quen xấu ác của mình. Và một số giới luật á, thì chỉ là để cho người đời đừng chê trách, đơn giản vậy thôi. Cho thực ra cái giới đó nó cũng không sao, nếu người đời không chê trách thì cũng không cần phải giữ cái giới đó. Tại người đời chê trách thì mình phải giữ thôi. Ví dụ như hồi xưa đó, thì các vị tăng cứ lo tu tập hành đạo, rồi khi nào đói bụng á thì là ôm cái bình bát đi khất thực, còn thì giờ còn lại thì cứ lo mà tu hành. Vì vậy cho nên là các vị người thì đi khất thực cái giờ này, người đi khất thực giờ khác, không có ai giống ai. Thì một hôm có một cái vị tỳ kheo là đi khất thực, mà đi vào cái giờ khoảng giờ này, tức là cái giờ mà chằng màn tối, thì vì đó đi trời nó tôi nhá nhem tối, thì đi khất thực, thì đến một cái nhà đó thì vì đó cũng đứng đứng ôm cái bình bát đứng trước cái nhà. Thì người Ấn Độ là người ta hay bày ra trước nhà, người ta nấu nướng đồ này kia rồi ăn uống xong rồi người ta dọn dẹp rồi kia. Người Ấn Độ hay ra ngoài sân ngồi ăn uống. Ăn xong thì cái người một người trong nhà đó đi ra ngồi rửa chén bát. Thì trong khi ngồi ra rửa những nấu ăn đó, thì trời tối đó, tự nhiên đang chăm chú làm công việc đó, thì nhìn lên thấy có một cái bóng ai phía trước mặt đó, lù lù đó trước mặt. Thì bà sợ quá, bà đứng dậy, bà chạy, vừa la vừa chạy. Thì cái vị đó nói là không phải, tôi là vị tỳ kheo, tôi là vị tỳ kheo đi khất thực. Nói như vậy để cho cái bà đó, bà đừng có lo sợ. Nhưng mà lúc đó bà đang tức giận, khi mà nghe như vậy bà mới càng tức giận nữa, bà mới chửi cho một trận. Bà chửi rất là nặng nề, đại khái là bà nói là tu hành gì mà giờ nào cũng ăn đó. Thì Đức Phật ngài biết cái chuyện đó, thì lúc đó ngài mới đặt cái giới là không có ăn buổi chiều. Và từ từ đó về sau đó, là sau khi mặt trời đứng bóng là không được đi khất thực, cũng không được ăn được. Thì bây giờ tùy theo mỗi nơi, có nơi thì cái thời cái giờ đó, hay là tùy theo mùa,
cái giờ đó khoảng từ 12 giờ đến 1 giờ. Đó là cái khoảng thời gian mà người ta gọi thời gian ngọ đó. 11 giờ đến 1 giờ. Nói theo người Hoa đó, thì giờ ngọ tức là giờ từ 11 giờ đến 1 giờ. Nhưng mà hồi xưa nó không có nói giờ ngọ, giờ thiên gì hết á. Là cứ lấy đứng bóng à. Khi nào đứng bóng tức là thôi, cái đứng bóng nó không biết về lúc nào. Thì đâu có đồng hồ đâu mà biết là đứng bóng là giờ nào. Mà bây giờ mình cũng biết đó, nhiều khi cái đứng bóng nó cũng xê xích không ấy, cho nên bây giờ mình lấy theo đồng hồ, tùy theo cái nước, có nước thì ngày 12 giờ thôi ăn. Nhưng mà bên Ấn Độ là phải 2 giờ mới thôi ăn. Cho nên không không nhất định là cái giờ nào. Cho nên mình thấy là trong cái giới đó nó chẳng có cái gì nhất định cả. Thực ra quy định cái mặt trời đứng bóng là để lấy một cái mốc nào đó thôi, chứ không phải là hệ nhất định, mà hệ sau khi mà mặt trời đứng bóng mà mình ăn là vì cái tội lỗi, không phải như vậy. Chẳng qua đó là cái mốc ấn định vậy thôi. Tại sao mà trước đó ăn là không tội mà sau đó ăn là tội, thì cũng chỉ ăn thôi chứ có gì đâu mà sao mà tội. Nhưng mà bởi vì ấy, đã sống tập thể với nhau thì đã đưa ra cái quy luật chung như vậy. Cho nên là bây giờ từ nay về sau đó, mặt trời đứng bóng thì không được đi, không được ăn nữa, không được khất thực nữa. Thì cái điều này đó thực ra nó hoàn toàn không có tội lỗi gì cả, mà chỉ là người đời chê trách thôi. Mà đúng chứ, bây giờ ví dụ như ngày nào mà mình cũng thấy vị sư cứ ôm mình bắt đi khất thực, hết người này đến người khác đi, như là cứ người này đi qua người khác đi lại đó, như con thoi á. Ví dụ con thoi như vậy thì ai chịu nổi. Ví dụ mình ở đây là chư tăng ít, lâu lâu nếu mà có khất thực đi nữa thì lâu lâu mới có một hai vị. Chứ còn như ở bên Thái Lan á, là hàng ngàn, vài chục ngàn người vì tăng mỗi buổi sáng mà ra đầy đường đó, thì như vậy mà cứ cứ giờ nào cũng đi thì giống như là như con thoi, là người này đi qua người kia đi lại, thì lúc đó làm sao mà được. Cho nên á, Đức Phật này đặt cái giới đó, thực ra ăn buổi chiều nó cũng chẳng có tội gì cả. Không, cái đó là sự thật, vì trước đó ngài đâu có đặt đó. Như là như vậy thì trước đó ai ai ăn là tội sao? Không phải. Thành ra cái tội ở đây đó, nó không phải là cái tội là cái tội lỗi mà hại người hại mình, mà cái tội ở đây ấy, là cái tội làm sai quy định thôi. Cho nên khi mình thấy cái giới như vậy á, nó không phải là một cái điều gì mà nhất định cả. Có một cái điều luật là các vị sa di hoặc là người đời thì không được được ở chung cốc với một vị tỳ kheo. Ví dụ như giờ cái phòng thầy trong đó, ở trong đó thì người đời nam với nữ gì cũng được, nữ thì không được rồi, nhưng mà nam cũng được, mà vị sa di cũng được, không được ở chung trong phòng. Cái nguyên nhân á, là bởi vì có nhiều vị tu tỳ kheo, có nhiều vị là tuổi tác, có tuổi tác thì khi khi ngủ, bởi vì cũng còn phàm tu tu chứ thọ tỳ kheo thì tỳ kheo nhưng mà cũng vẫn còn phàm phu, thì trong khi ngủ có thể là có những cái tư thế hay là mở hoặc là thế này cái kia đó, chẳng hạn như vậy, thì có thể là cái người người ta chưa tu lên. Tại sao từ từ sa di trở xuống là vì sao? Là bởi vì người ta chưa tu lên bậc trên, thì khi người ta thấy một cái vị mà tu bậc trên đó mà có cái tướng, có những cái sơ xuất mà không tốt đẹp đó, thì người ta sẽ mất đức tin. Thực ra cái chuyện đó nó không có không là vấn đề gì cả, nhưng mà đó là cái quan niệm của người đời, nói là cái người tu hành sao mà không nằm ngay thẳng mà làm có quốc đồ chẳng hạn, thì nó là mất đức tin. Đơn giản là vậy thôi, chứ còn không có gì cả. Thì cũng do là bởi vì có nhiều người mất đức tin như vậy cho nên mới đưa ra cái điều luật. Khi đưa ra điều luật như vậy thì một hôm Đức Phật ngài bữa tối, Đức Phật ngài mới đi vào cái toilet thì thấy Rahula, là lúc đó đang tu sa di, Rahula là nằm ngủ trong đồ tiểu. Thì Đức Phật mới hỏi là tại sao mà này nằm ngủ trong trong đấy, thì Rahula mới nói là chính chính Đức Thế Tôn đặt ra điều luật đấy. Đức Thế Tôn đã đặt ra điều luật là sa di không được ngủ với tỳ kheo, cho nên
con đâu có được ngủ với các vị tỳ kheo trong phòng. Bây giờ thì đâu còn chỗ nào nữa, ngoài các cốc liêu của chư tăng ra thì đâu còn cái chỗ nào mà nằm nữa, thì bây giờ chỉ ra cầu tiêu nằm thôi. Từ đó Đức Phật ngài này đổi cái giới đó lại, ngài nói là từ nay về sau thì ngủ được, nhưng mà phải ra khỏi cái phòng trước mặt trời mọc. Nghĩa là sao? Nghĩa là ban đêm không thấy, ban đêm tối tối om mà là không có thấy gì cả. Nhưng mà khi mà mặt trời lên á thì là đi ra rồi, thì mình phải hiểu cái điều giới đó là đặt ra để làm gì. Thì thôi, cái đâu có gì quan trọng đâu. Thế thì bây giờ giả sử như thế này, có một cái vị tỳ kheo nằm ngủ rất là đàng hoàng, thì bây giờ cho một người sa di mà cô ngủ trong phòng thì đâu có sao được, thậm chí nó còn kinh trọng nữa là khác. À, như vậy thì cái giới đó là mình phải biết cái mục đích của cái giới đó đặt ra để làm gì. Thì có nhiều vị thì nó quá nặng nề cái chuyện giới luật đi. À, hoặc là như hôm qua hôm kia gì thầy nói về cái chuyện giới mà cái y tăng già lê đó. Y tăng già lê tức là cái mền may mấy lớp để mà đắp, nhưng mà bây giờ mình đâu có lạnh đâu mà phải đem theo cái y tăng già lê. Vậy hồi xưa đó là phải để giữ bên mình, là vì sao? Là vì không có tủ để cất, không có chỗ để cất, cho nên mà đi trong rừng phải đi đem theo, phải cột theo bên mình để cho đừng có mất đi, là sợ tối lại rồi lấy gì mà đắp. Cho nên là có cái điều luật là phải giữ y tăng nhà lê không được rời mình một hạt tay từ những cánh tay này, đừng có để rời ra mình một tấc tay, là để cho mình luôn giữ được cái y đó để cho khỏi lạnh. Như vậy thì Đức Phật tài thương các vị tỳ kheo, sợ các vị sơ ý rồi quên, để rồi quên, hay là nằm ngồi thiền rồi con gì nó tha đi mất thì lấy gì mà đắp. Cho nên như vậy thôi, bây giờ mình này giữ cái giới đó là đi đâu cũng phải là mang theo là kè cái y tăng nhà lễ hết trơn. Mà trong lúc đó trời thì nóng thì cần gì mà phải đem theo, ví dụ như vậy. Cho nên đó, khi mình cái giới là mình phải hiểu rõ cái giới đó Đức Phật ngài đặt ra để làm gì. Và Đức Phật ngài cũng còn nói như thế này, ngài kể là trong một cái kiếp, trong nhiều vị Phật á, thì có vị Phật là có đặt giới luật, có vị Phật không đặt giới luật. Ví dụ như trong cái đời của Đức Phật Kassapa thì không có giới luật. Tại sao không có giới luật? Là bởi vì người nào cũng sống ý thức hành động và nói năng của mình, biết rõ hành động và nói năng của mình, cho nên không cần đặt ra giới luật. Không cần đặt ra giới luật mà ai cũng làm đúng hết. Ví dụ như là bây giờ mình nói luật giao thông, sở dĩ mà đặt ra luật giao thông á, là bởi vì có rất nhiều người chạy ẩu, chạy gây tai nạn đủ thứ, cho nên nó phải nói là với ngã đó hệ đèn đỏ thì phải dừng lại, đèn xanh mới được đi, phải quẹo bên ngã này ngã kia gì đó, là phải quy định rất thật rõ ràng. Là cái mục đích quy định đó là để cho khỏi gây tai nạn, đại khái như vậy. Nhưng mà rồi thực ra trên thực tế đó, thì dù quẹo phải hay quẹo trái thì đâu có tội gì đâu, có phải không? Mình đi xe mà mình quẹo phải hay quẹo trái thì đâu có tội. Nó tội là không làm đúng quy định thôi. Chứ thực ra không phải hệ mà nó qua bên này, bên xe mà nó qua bên này cái là có tội, còn bên xe nó qua bên này nó không có tội, không phải vậy. Thực ra qua bên nào nó cũng giống nhau à. Nhưng mà ta đã quy định như vậy là để cho đừng có cái gây ra tai nạn, vậy thì bây giờ phải tuân theo thôi. Thì cái tuân theo này không phải là đúng hay sai, một số phần lớn một số là tuân theo không phải là đúng hay sai, nhưng mà có một số giới luật nhất định, ví dụ như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi chẳng hạn đó, một số cái giới luật thì nó là khi mình giữ cái đó thì mình bớt đi những cái tai hại cho mình, bớt đi những cái thói quen xấu cho mình. Thì cái đó là một số giới luật là nhằm điều chỉnh hành vi là thiện hay bất thiện. Thì cái đó là giới luật đó là gọi là giới luật cơ bản. Giới luật đó tức là giới luật nồng cốt á. Thì cái nào mà mình làm mà nó thực sự khi mình vi phạm á là hại mình hại người, thì cái đó là thực sự là giới luật, phải luôn luôn phải phải là cái điều học mà mình luôn luôn cảnh giác.
để đừng có hành động là vượt qua cái giới hạn đó. Hay vượt qua giới hạn đó là mình hại người, hại mình, hại người. Tuy nhiên ngay cả những cái điều giới như vậy đó cũng không có, không chắc chắn. Thí dụ như vừa rồi thầy cho mấy em nhỏ quy y, có một em hỏi là nếu như có một người ăn cướp, ăn trộm vô nhà mà nó hỏi là có cha mẹ ở trong nhà không, mà lúc đó nó biết là không có, nhưng mà nếu mà nói không có đó là nó sẽ vô nó ăn trộm, vậy thì lúc đó phải làm sao? Bây giờ làm sao mà nếu mà mình mà nói thật là không có đó là nó vô ăn trộm nó lấy hết, thì lúc đó nó có nên nói dối là trong nhà có cha mẹ trong hay không? Đặt câu hỏi rất khó trả lời. Nếu như mà mình không hiểu được giới là gì ấy, thì mình không thể nào trả lời được. Tức là nếu mà mình quá quan trọng cái giới là phải nhất định, cái giới đó đặt ra là để phải nhất định như vậy thì không phải, như thì tự nhiên mình bị từ trói buộc mình. Giới thì đặt ra là để cho mình lấy đó để làm điều học, nhưng mà trên thực tế thì nó cũng phải tùy trường hợp. Ví dụ như là trong ngành y đó, thì người ta đặt ra vấn đề là một cái người đó bây giờ đau đớn quằn quại mà biết chắc theo kinh nghiệm lâm sàng thì biết chắc là cái người này với cái bệnh như vậy thì trước sau cũng chết, nhưng mà nó cứ kéo dài cái đau đớn ra, thì người ta đưa ra một cái vấn đề là có nên chích một mũi thuốc cho cái người đó chết cho em đẹp hay không. Đại khái như vậy. Thì cái điều này vẫn không ai nói rằng là được hay không được. Không ai dám nói rằng là thôi em cứ nói dối đi. Cũng không ai nói rằng là cứ chích thuốc cho nó chết đi. Không ai dám nói chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình nói như vậy thì nó ra thành một quy định. Nhưng mà mỗi người phải tự biết rằng là lúc đó mình nên nói dối hay không nên nói dối. Lúc đó là mình nên chích thuốc hay không nên chích thuốc. Thì cái đó là phải mỗi người phải tự học lấy. Cho nên mình gọi là điều học. Sikkhapadang là điều học. Qua đó để mình học ra được bản thân mình, học ra được đạo đức là thế nào, học ra được thiền ác là thế nào, học ra được cái tâm mình lúc đó như thế nào, thì giới là điều học. Như vậy thì như thế này, có cái đời vị Phật là có đặt ra giới, có đời vị Phật không đặt ra giới. Bởi vì khi mà cái đời mà vị Phật mà đặt ra giới đó, cũng như bây giờ có luật pháp ở cái nước Úc này, có thể có một số điều không đặt ra, một số điều khác á, lại có đặt ra. Trong khi ở Việt Nam á, thì có một số điều luật mà ở Úc đặt ra thì ở Việt Nam lại không có. Nhưng mà cái này đấy, không có giới luật nhưng mà vẫn tội, không phạm giới luật, phải không? Bởi vì ta đặt ra đâu, không đặt ra, không có cái điều luật nào đặt ra là không được bắt thú mà ăn. Rồi mình nói luật đời á. Thế như vậy họ bắt thú ăn đâu có tội. Nhưng mà cái đó nó thuộc về đạo đức rồi. Cho dù anh không có cái giới luật đó hay là có giới luật đó, anh vẫn phạm đạo đức. Vì vậy ở đấy đó, qua cái điều luật đó, là để mình thấy rõ, ra rõ được hành vi đạo đức của mình, để mà điều chỉnh cái hành vi đạo đức. Do đó mới là Đức Phật Ngài mới là nói đến hai loại giới. Đó là một cái loại giới hữu hạn và loại giới vô hạn. Cái loại giới hữu hạn tức là có điều là năm ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, giới sa di, giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, đại khái vậy. Tức là đặt ra giới như vậy. Nhưng mà ở trong pháp hành á, như là trong pháp hành thiền tuệ chẳng hạn, trong pháp hành tứ niệm xứ chẳng hạn, thì một cái người, tất cả những cái người hành đều là bình đẳng với nhau. Ví dụ như vị đó, một vị tỳ kheo giữ là 250 giới, một vị sa di giữ 105 giới, một cái người giữ 10 giới hay là 8 giới hay 5 giới, thì về cái mặt giới đó, thì có về giới hữu hạn thì có cái hàng người này giữ giới hữu hạn này, hàng người khác giữ giới hữu hạn kia. Nhưng khi cùng hành Vipassana thì lúc đó giới hoàn toàn bình đẳng. Tại sao? Tại lúc đó giới không còn là giới này giới kia,
Mà giới tức là tất cả hành động nói năng của mình đều được chánh niệm tỉnh giác. Tất cả cái hành động á đều được chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó giới lúc trở thành giới vô hạn, không còn nói năm giới. Có thể một người năm giới nhưng mà người ta lại chánh niệm tỉnh giác cao hơn một người mà giữ 250 giới. Như vậy á, thì về giới hữu hạn á, thì cái vị mà giữ 250 giới là cao hơn cái người giữ năm giới. Đó là mình so sánh về giới. Nhưng mà trong giới vô hạn á, thì cái người giữ năm giới này là cao hơn cái người 250 giới. Quý vị nghe được không? Nghe hiểu không? Vì vậy cho nên á, khi mà mình làm bất kỳ một việc gì, mình thận trọng chú tâm quan sát, hoặc là khi mình đã thận trọng chú tâm quan sát đến một mức mà mình trở thành là sáng suốt định tĩnh trong lành, mọi việc nói chung là mọi việc mình đã thấy rõ, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mọi việc, mọi hành động cũng hành vi của mình nhỏ nhặt đều mình thấy rõ, đều ý thức rõ ràng, thì lúc đó là toàn bộ hành động trở nên là giới, không phải là sắc sanh, mà là để chân xuống, xỏ chân vô cái đôi dép để mà đi cũng là giới. Thì lúc đó đó giới không còn, nó không còn cái giới hạn nữa. Vì vậy cho nên á, trong cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạy cho dân chúng xứ Cô Rô, chứ đâu phải là dạy riêng cho các vị tỳ kheo, Đức Phật ngài vẫn gọi này các tỳ kheo, bài kinh tứ niệm xứ này các tỳ kheo, mà lúc đó là đang dạy cho dân xứ Cô Rô. Như vậy á, khi một cái người mà hành tứ niệm xứ đúng, niệm thân đến thân đâu đó rõ ràng, đi đứng nằm ngồi tất cả mọi hành động, thậm chí cả hơi thở cũng trở thành giới luôn. Niệm thân thì có những hơi thở, lúc đó hơi thở cũng thành giới luôn, thì giới lúc đó là vô hạn. Vậy thì nếu mà mình thần trọng chú tâm quan sát, tức là mình đang có đầy đủ giới, đang có đầy đủ giới vô hạn. Và nếu như người nào mà việc gì, tất cả mọi việc dù nhỏ nhặt đến đâu cũng đều rõ ràng minh bạch như vậy, thì thực ra lúc đó không cần nhớ giới nào cả, người đó vẫn là hành động nói năng tốt đẹp như thường. Chứ không nhất thiết là cái người đó phải nói là phải nhớ giữ giới này giữ giới kia. Còn nếu như đụng phải cái giới này giới kia đó, thì đó là điều học để cho mình thấy ra được cái hành động của mình, hành vi của mình ở lúc đó là ở trong cái đạo đức hay là không đạo đức, thiện hay bất thiện, ở đó để phát hiện ra cái ý nghĩa đó của cái thiền hay bất thiền, đạo đức hay không đạo đức. Thì cái giới chỉ có mục đích là như vậy. Sở dĩ mà thầy đề cập đến điều này á, thứ nhất để chứng minh rằng là mình chỉ cần thần trọng trong thân khẩu, tức là đại giới, tức là đã chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Còn một mặt khác á, đa phần nhiều Phật tử là hơi nặng nề về giới luật, đặt nặng giới luật quá khắc khe, quá chặt chẽ. Thực ra giới luật nên nghiêm túc, nhưng mà không thể khắc khe. Khắc khe quá là không được, nghiêm túc là khác. Nghiêm túc tức là đâu đó đàng hoàng thì là nghiêm túc, nhưng mà khắc khe thì là tự nhiên mình ràng buộc lên mình. Mà khắc khe chứng tỏ rằng là cái người đó chưa hiểu giới luật. Một ông thầy mà quá khắc khe về giới luật đối với đệ tử, chứng tỏ rằng là ông thầy đó chưa hiểu biết giới luật, chưa hiểu giới luật là gì. Bởi vì khi Đức Phật ngài đặt ra giới luật đó, không phải để mà cấm đoán ai, mà chính là vì thương yêu cái đệ tử, muốn cho đệ tử đừng có làm sai, đừng có tự hại mình, hại người. Cho nên Đức Phật mới phải là đặt ra giới luật như vậy. Nhưng mà đặt ra rồi á, đúng chuyện là ngài cũng chuyện đổi lại, thay đổi, chứ không phải là nhất định. Cho nên thầy có nói như thế này: nếu mà Đức Phật ngài còn tài tiền đến bây giờ, thì cái số giới luật mà ghi lại trong kinh điển đã thay đổi rất nhiều. Có một số ngài sẽ bỏ đi vì nó không phù hợp với bây giờ nữa, và có một số ngài sẽ thêm vào để cho nó phù hợp với cái thời đại của mình. Và nếu mà ngài cứ sống lâu thì giới luật nó cứ thay đổi hoài. Nhưng mà trong đó mình phải để ý tới hai cái mặt của giới luật. Cái mặt mà đạo đức thì mặt đó không thể thay đổi được, mặt đó là nhất định chứ không thể thay đổi được, bởi vì đó là trên cái cơ sở đạo đức thật sự, chứ không phải là đạo đức theo một cái quan niệm luân lý nào, mà trên đạo đức thật sự thì cả đó là
không thể nào thay đổi. Nhưng mà tất cả những cái giới luật mà người đời mà chế thì là phải thay đổi. Thí dụ như thế này mà thay đổi thì nó thay đổi khác nhau. Thí dụ ở Thái Lan thì một vị sư lại có quyền vô tiệm ăn. Bởi vì tới giờ ngọ rồi mà không vô tiệm ăn rồi tệ ngọ sẵn. Cho nên không những vô tiệm ăn người ta không chê cười, mà người ta còn dân cúng, người ta còn đảnh lễ nữa. Vô tiệm ăn người ta không lấy tiền, vô tiệm ăn là không lấy tiền mà người ta còn đảnh lễ, người ta dân cúng nữa. Thì thầy đi qua Thái Lan á, đi trễ đi mới ghé vô một cái tiệm ăn. Ăn xong rồi á thì họ không lấy, không tính tiền. Họ nói con, chúng con xin cúng dường. Có thể là cái trụ tiệm đó cúng dường, có thể là một người nào đó trong quán cũng ngồi ăn với mình, ngồi ăn cũng vô trong quán đó ăn, họ phát tâm họ xin cúng dường. Thầy nói rất nhiều lần đi trễ vô quán ăn là đều được, người ta dân cúng ở đàng hoàng. Thế nhưng mà bây giờ ở Việt Nam mà mình đi vô một cái quán ăn là coi chướng vô cùng. Còn không được. Nhiều khi thầy đi đó thì cho cả đoàn vô ăn, rồi vô mua một hộp cơm đem ra ngoài xe cho thầy ngồi ăn. Cho vô ngồi trong đó là nó không được. Thầy nếu mà thấy thầy nó quay với thầy. Tại ta thấy thầy lên đến trọng thầy là sẽ cúng. Thành ra đó nó phải tùy nơi. Cái đó là cái đó không có nhất định, phải không? Không nhất định gọi là giới luật, có thể là du di cái chỗ này thì phải vậy, chỗ kia thì thế kia. Chứ còn mà mình cứ cứng nhắc á là tự nhiên mình ràng buộc mình thôi. Nhưng mà trong đó là mình phải hiểu giới luật thật rõ ràng. Nhưng mà cái cách tốt nhất để mình có thể bảo đảm được giới luật một cách nghiêm túc mà trở nên vô hạn á, thì chỉ có là mình phải cần cẩn thận trong hành động nói năng, vậy thôi. Chỉ cần cẩn thận trong khi nào mình hành động nói năng là cẩn thận. Và nếu mà cẩn thận mà kèm theo với thần trọng chú tâm quan sát nữa thì quá tuyệt vời. Mình thần trọng chú tâm quan sát thì hành động của mình sẽ điều chỉnh được. Sai đúng là mình sẽ dễ dàng điều chỉnh. Cái vấn đề hút thuốc với những nó như thế nào? Cái hút thuốc đó mới là cả một vấn đề đó. Những vì người ta hút thuốc á, người ta nói giới luật không cấm. Giới luật đâu có cấm đâu, cho nên người ta hút thuốc. Vậy đó chính cái giới luật nó bắt đầu thành trở thành vấn đề đó. Có những cái không đáng làm, nhưng mà tại giới luật không có, cho nên là mình cứ làm. Cho nên mình thấy là nếu hút thuốc mà chướng, nếu hút thuốc mà gây ghiền thì đó là mang tính đạo đức rồi. Còn nếu hút thuốc mà người đời chê trách thì đó cả hai mặt đều bị hút thuốc, cả hai mặt đều bị phạt. Nhưng mà tài giới luật không có nói được. Và tùy theo phong tục nữa, ví dụ như ở dưới lục tỉnh á, tức là Phật giáo Nam Tông Khờ Bé đó, thì nếu Phật tử mà người ta dâng thuốc mà ông sư mà không hút là người ta buồn lắm. Là đó. Ở dưới đó là thôi, ông sư nào cũng biết hút thuốc đó, từ nhỏ là người nào cũng hút đấy. Mình cũng hiểu là sao. Thấy mấy sư người đi ngoài đường cũng ca hát rồi. Rồi. Tăng thì ca hát. Tại vì sao? Nói chung là tại dưới đó họ có cái tu, nó có cái tu giao duyên đó. Cho nên một số người thì họ vô tu, nhưng mà thực ra là họ không phải là có cái tâm nguyện tu thật sự. Nhưng mà cha mẹ là tới cái lúc đó là phải vô tu. Về trong nhà chùa thì cũng không có gắt gao đối với những người đó lắm. Ở Thái Lan họ kỹ hơn chút, tức là những người tu giao duyên á, họ có gắn một cái huy hiệu gì đó để cho biết rằng là cái người này tu giao duyên, để cho nó phân biệt. Nhưng mà riêng ở tại cái vùng của họ đó thì chuyện đó là quen rồi, cho nên là thiền nam tín nữ họ cũng rất bình thường, họ cũng có không sao đó. Ở dưới lục tịch họ cũng nói gì cả. À, chuyện đó nó trở nên bình thường. Với lại những cái người mà tu giao duyên đó là cũng con cái họ, cho nên họ biết rồi. Vì vậy những cái người tu giao duyên nó làm gì thì làm, cho họ cũng không có gắt gao lắm. Đó là nói về giới luật. Thì cái mục đích mà thầy nói giới luật như vậy đó, để chúng ta đừng có quá quá mà gắt gao trong cái chuyện giới luật một cách khắt khe,
để mình tự làm khó dễ mình. Nhưng mà giới luật là phải hoàn toàn nghiêm túc. Trong thế nào mà nói là làm gì thì làm là cái chuyện đó không thể nào được. Bởi vì cái người làm gì mà làm tức là cái người đó đã không nghiêm túc trong hành động, trong nói năng của mình. Cho nên giới luật thì phải nghiêm túc. Nhưng mà nghiêm túc là khác, mà khắc khe là khác. Không có khắc khe, tùy trường hợp mà du di. Thí dụ như khi mà thầy đi với một vị sư, vị sư đó thì lại là giới là giới, nhất định là phải như vậy như kia. Mà đi qua bên Ấn Độ á, 2 giờ thì người ta mới bắt đầu mở quán ăn. Tại vì bên đó là người ta ăn vậy, mình ăn phải ăn trước 12 giờ. Cho nên chỉ có một cách là phải là đem đồ theo xe mà nấu thôi. Mà như vậy nó phiền phức lắm, mình đi chiêm bái các cái chỗ đồng tâm mà là phải tới giờ phải dừng lại nấu ăn rồi này kia, nó phiền phức lắm. Người ta đơn giản là tôi cứ vô cái chỗ nào đó người ta mua đồ ta ăn là phải khỏe rất dễ dàng. Nhưng mà bởi vì vị sư đó nói là phải ăn đúng, do đó cả đoàn đều phải làm theo. Trong khi đó thì thầy nghĩ rằng là bởi vì Ấn Độ cái người ta cho là từ sau 2 giờ cái mới là ăn trưa là từ 2 giờ. Mình ăn 12 giờ đó là không ai bán cái gì hết, chỉ có nấu ăn thôi chứ không ai bán cái gì hết. Cửa tiệm thôi nó chưa mở thì bây giờ làm sao? Thành ra là nếu mà du di một chút á thì bây giờ mình quy định lại là cứ 2 giờ đấy, thì đâu có sao đâu, sau 2 giờ đừng ăn thôi chứ. Thì bởi vì cái giờ trước giờ và sau giờ ăn á thực ra nó không có khác nhau gì cả, mà cái đó là tài quy định thôi. Nói thêm về cái giới là thế này, có những cái giới phàm nhưng mà có phước, nhưng mà có những cái giới không phàm mà có tội. Đố ai tìm được cái giới nào mà phàm mà có phước, mà có cái giới nào mà không phàm mà có tội không? Thí dụ như bây giờ thế này, thí dụ như một cái người muốn giết một người khác, cầm dao là tới là chém, nhưng mà bởi vì anh lúc đó anh không bình tĩnh cho nên anh chém một cái thì may cho anh kia đó là anh này đụng phải một cái cục đá cho nên anh té xuống chém không đúng cho anh kia chạy mất, thì như vậy đâu đã sát sanh đó, chưa sát sanh chứ, phải không? Nhưng mà có tội không? Có tội chứ, chứ sao không có tội? Cái tội muốn giết người mà thực ra là muốn giết là giết thiệt á, chẳng phải là giết chơi, nhưng mà tại giết không được thôi, giết không được thì đâu có phạm nữa sát sanh. Nhưng mà tội thì phải tội chứ sao không tội. Còn bây giờ một vị tỳ kheo là không được chặt nhánh cây, không được nhổ cỏ. Nhưng mà bây giờ cái chùa nó dơ, quên chánh điện, đồ cỏ mọc lung tung cả, mà cái vị đó ra nhổ cỏ đó thì có phạm giới nhưng có phước. Chứ sao nữa? Có phước là bởi vì cái tâm của cái vị đó là muốn làm cái chánh điện cho nó sạch sẽ, để cho thiền nam tín nữ hoặc là lệ lược đồ này kia cho nó đàng hoàng, vì nó ra nhổ cỏ thì có phước nữa thôi chứ. Còn á, bây giờ này có những cái kia giới phàm nhưng mà không có tội, mà không có phước thôi chứ không có tội. Thí dụ như các Phật tử giữ giới bát quan trai nhưng mà chiều đói bụng quá mà ăn thì không có tội gì cả, chỉ là không có được cái phước của cái giới bát quan trai thôi, cho tội là không có tội. Cho nên là sư hộ pháp á, sư hộ pháp là sư kỵ về giới lắm, nhưng mà sư nói khi nào mà truyền giới bát quan trai nên xin bát giới bát quan trai, ví dụ như tới chùa làm lễ đó nên xin giới bát quan trai, tại vì là sư thấy là có người nào thích bát quan giữ giới bát quan trai thì mới xin, còn mấy người mà giữ ngũ giới là không xin, thì sư nói là phải xin hết đi, tại vì mình xin như vậy á thì mình giữ được cái đoạn nào thì mình có phước đoạn đó, còn nếu mà sau đó mình phạm thì cũng đâu có tội gì đâu, phải không? Nếu mà tội á thì lúc mình giữ ngũ giới mình cũng vẫn cứ có tội, phải không? Tại vì mình lúc mình giữ ngũ giới thì mình ăn buổi chiếu, thế mình không phải không thọ bát quan trai thì mình vẫn ăn buổi chiếu, mình vẫn nghe giả, đại khái như vậy. Thì tại sao lúc đó là không tội? Nếu tội thì lúc nào nghe ăn với là nghe ngày nào cũng đều tội như nhau nhé. Tại sao? Nhưng mà tại sao? Tại vì khi mình thọ bát quan trai
tức là mình muốn hưởng được cái sự thân tình của một cái người xuất gia, do đó mình mới là không ăn buổi chiều, mình không nghe nhạc, tức là mình tập sống một cái đời sống giản dị. Thì nếu mình giản dị được thì mình được lợi ích. Cái phước là gì? Phước tức là mình được lợi ích, mình được an lạc trong cái lúc đó. Thì như vậy thì có phước. Nhưng mà ăn thì không có tội gì cả, ăn thì bằng ngủ giới thôi. Chứ đâu có sao đâu. Phải không? Nếu như mình đã thọ rồi thì là người đó là biết cái lực rồi, mà mình phạm. Không, đó là tại vì mình nghĩ đến cái chuyện là mình nói mình giữ, mình rồi bây giờ mình không giữ cho nên mình phạm. Thì phạm là phạm cái không giữ. Có phạm, phạm cái không giữ thôi. Cho nó không có tội. Tội thì nó không có tội gì cả. Nhưng mà bây giờ giả sử như tự nhiên cái mình đây mình sát sanh thì chắc chắn là có tội, chứ không có chạy đường nào hết trơn. Buổi dù cho buổi chiều hay buổi sáng lúc nào mà mình sát sanh cũng có tội hết trơn. Phải không? Cho nên mình phải biết rằng là cái nào là tội, tội là do cái gì, còn cái nào đó là không phải tội. Cho nên đó, thầy mới phân biệt ra ba loại: phạm giới mà có phước, phạm giới mà không có tội, và không phạm giới mà có tội. Cái điều này sợ gì mà thầy nói như vậy đó, để cho Phật tử phải hết sức là du di trong cái chuyện đó. Mình đó, mình quá nặng nề, quá nặng nề, cho nên ở bên Miến Điện là người ta tu hành rất nghiêm túc, nhưng mà ít khi người ta phê bình ông sư thế này thế khác. Còn ở Việt Nam mà thôi, cứ là phê bình ông sư này thế này, phê bình ông sư kia thế kia. Là tại sao? Tại vì trong đầu óc họ nghĩ rằng ông sư là phải thế này thế kia, cho nên hệ mà không làm theo cái thế này thế kia đâu của họ là vì vi phạm giới. Bây giờ theo giới luật á, là một vị tỳ kheo không được đụng vào người nữ. Nhưng mà không được đụng là đụng theo cái nghĩa là mình thích tới vì cái ham thích của mình, mà mình tới mình ra đụng cái mới là tội. Cho bây giờ về một cái đụng nào đó hoặc vô tình hoặc bất đắc dĩ thì làm sao mà tội được? Thí dụ như bây giờ mình thấy một cái bà cụ đi té xuống. Bây giờ mình là ông sư mà nói là đụng người nữ là có tội rồi, không tới nhiều bà vậy thì đứng ngơ 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 mà đứng coi đó thì ai mà coi cho. À, lúc đó người ta sẽ bắn cho nữa là khác. Đụng là đụng vì sao mới được? Cho nên bây giờ thì mình cứ thấy ông sư mình mà đụng người nữ cái là rồi ông sư này là phạm giới. Phạm giới. Đại khái như vậy thì mình quá nô lệ vào cái chuyện giới luật. Thành giới luật là một cái điều mà chúng ta cần là một điều học, là cái điều mà chúng ta phải cần thận trọng thật kỹ lưỡng đối với giới luật. Thứ hai là định á, như hôm trước thầy có nói, bây giờ nhắc lại sơ, định nó có ba loại. Thì tất cả những cái điều mà thầy nói đây này, thầy có điều viết trong cái cuốn thực tại sáu sống trong thực tại hết á, tức là nói về riêng giới luật rồi thầy viết một bài riêng về định, là giới một bài riêng, tức là mỗi cái mình viết ra riêng hết trơn á. Những điều mà nói đấy, nói trong viết nhiều hơn, đây là mình nói tóm tắt vậy thôi. Định nó thì có ba loại, nhắc lại hôm qua nói rồi, hôm kia nói rồi. Sát na định á, là cái đó là đương nhiên là điều kiện tất yếu rồi, ai cũng phải có rồi. Mà cái đó thì nó cũng dễ dàng thôi, bởi vì cái đó gần như là cái tự nhiên của mỗi người. Chỉ tại mình khi nào mà mình khởi lên cái vọng tâm hay là cái thất niềm thất đồ gì đó, cho nên nó mất cái một khoảng, mất cái khoảng. Thế còn nếu mà mình bình thường á, là cái sát na định đó là đương nhiên phải có. Vì nếu không có sát na định đó thì mình không thể nào mà mình chú tâm vào việc gì cả, mình không thể nào làm một cái việc gì mà liên tục được cả. Còn cái tùy thời định á, tức là trong điều kiện nào, trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nằm, trong khi ngồi, trong khi mình ăn cơm, trong khi mình hít thở, trong khi mình tắm, trong khi mình chải tóc, trong khi mình làm tất cả mọi chuyện, đều phải chú tâm tròn vẹn vào đó, thì tức là gọi là tùy thời định. Cái thứ ba đó là an chỉ định, tức là tập trung vào một cái đề mục nào đó, một cái đối tượng nào đó, cho đến khi biến cái đối tượng đó thành ra cái tượng định đó, định rắc rối ở chỗ đó. Định rắc rối là mình phải biến một cái đối tượng thành ra tượng cái đã,
Do đó thiền định thì là luôn luôn là bị kẹt vào tưởng, là phải dùng cái tâm tưởng của mình để mà bắt cái đối tượng nó trở thành hình ảnh. Ví dụ như bây giờ mình để một cục đất trước mặt, chăm chú nhìn cục đất đó, nhất tâm ở trên cục đất đó, cho đến khi nhắm mắt lại mình vẫn thấy cục đất, và chăm chú vào cục đất đó cho đến khi cái cục đất đó phát quang ra, cái hình ảnh cục đất nó phát quang ra, định tâm trên cái quang tướng đó thì mới gọi là an chỉ định. Chứ còn ví dụ như mình ngồi như thế này mà nó tâm nó ổn định đó thì mới cao lắm là mới cần định. Chứ còn mà an chỉ định đó là nó phải biến được cái tướng thô đó trở thành quang tướng, rồi mới định tâm trên quang tướng đó mới là gọi là định sắc giới. Định sắc giới tức là đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Nó rắc rối ở cái chỗ đó. Rắc rối cái chỗ đó là mình phải bỏ thì giờ ra, rồi mình phải tạo cho được quang tướng. Có nhiều người ngồi cả đời cũng không tạo ra được quang tướng. Không tạo được quang tướng thì làm sao mà vô định sắc giới, vô sắc giới được. Đó là chưa kể nếu mình mà làm sai đi một chút thôi á, là tẩu hòa nhập ma, cái người nguy hiểm như vậy. Cho nên là theo thầy là đừng có ham mà thiền định. Với lại thiền định như vậy nó mất thời gian. Trong khi mình cứ đối với pháp để mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình học ra được rất nhiều. Bây giờ mình mất thời gian để mà ngồi mà định, rồi cứ luyện hết định này qua định khác. Mà khi mình đã luyện định rồi là ra làm việc không được nữa. Vì hai cái đấy nó đối chọi nhau. Một bên thì là cảnh động, còn bên kia thì mình định. Bây giờ mình cứ ham thích định thì động được, mà hễ mà động nhiều quá thì đã đến được. Cho nên nó đâm ra tạo ra thế mâu thuẫn trong đời sống của mình. Mình cứ nghĩ rằng là mình ngồi định để mà lấy cái định đó để bổ túc cho cái hành động hàng ngày mình qua. Nhưng mà trên thực tế chính là tạo ra một thế đối kháng. Vì vậy cho nên không cần cái định đó nó sẽ tới. Khi mà cái tùy thời định, cái sát na định, tùy thời định đâu đó đàng hoàng rồi á, thì cái định kia là nó sẽ đến một cách dễ dàng. Tại vì khi mình ngồi lại thì mình đâu có, tâm mình đâu có bị, nó không có năm cái tiền cái thì làm sao không định được. Vì vô định đó, một mặt khác là nó loại được năm tiền cái, tức là ra tham dục này, sân hận này, rồi hôn trầm thủy miên này, trào bơi và nghi. Thì khi mà mình thoát ra được năm cái điều kiện đó, nhưng mà trong khi mình ngồi thiền định của cái người mà cứ cố gắng mà ngồi thiền định á, khi cố gắng ngồi thiền định á thì cái người đó cố gò ép cái tâm của mình, cho nên năm cái đó nó mới là phóng lên mới dữ hơn nữa. Tại sao mà bình thường thì con không phóng tâm, mà sau khi ngồi con phóng tâm quá. Bình thường có buồn ngủ, có sao vô ngồi thiền thì buồn ngủ. Là tại sao? Tại mình ép cái tâm quá mức. Ép đó là tại tham vọng. Tham vọng mình muốn đắc cho mau. Cho nên mình ép tâm quá mức, làm cho nó trở nên căng thẳng. Và khi mình căng thẳng như vậy á, thì nó sẽ tổng hòa nhập mặt. Cho nên cái đó là rất nguy hiểm. Theo thầy á, là không nên hành cái loại thiền định đó. Mà là cái định, mà cái định có tuệ kìa. Định có tuệ tức là giới định tuệ chung á, bằng cách là khi mình ứng ra hành động thì mình thận trọng chú tâm quan sát, còn không thì mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lời. Và khi ngồi thì mình cứ buông hết. Bởi vì á, cái mục đích tu hành của mình á là đạt đến cái không vô tướng vô tác. Mà bây giờ khi mình ngồi á là mình lại là hữu, rồi tạo tướng, hữu ý tạo tướng, giữ một cái tướng và mình tạo tác, thì như vậy làm sao mà cái nhân nó đi ngược lại cái quả thì làm sao được. Chỉ có thể là mình bây giờ mình không vô tướng vô tác ít, dần dần cái không vô tướng vô tác đó nó mạnh lên, nó toàn diện ra thì được. Khởi đầu nó phải là không vô tướng vô tác. Vì vậy cho nên không cần phải ngồi thiền, mà là khi ngồi thiền đó là mình phải buông hết, buông cái bản ngã, buông cái ý đồ, buông cái muốn sợ đắc, muốn dẹp cái này, muốn đạt cái kia, là phải buông hết tất cả những cái đó. Thì như vậy á,
cái định đó là cái định nó gồm cả giới định, giới định và tuệ, chứ không phải là cái định không. Còn cái định mà định an chỉ là nó chỉ trú vào định không thôi, thì cái đó không nên. Nên hành cái định mà nó luôn đi kèm với giới và tuệ, đó là cái tùy thời định. Còn thiền tuệ đó thì có một nhầm lẫn hết sức, đó là cứ cố gắng hành để mà tìm tòi trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp để mà thấy ra, để mà đạt được cái tuệ này tuệ kia, đó là nhầm lẫn hết sức là lớn lao. Làm như vậy là ngay từ đầu mình đã sai rồi. Bởi vì ngay từ đầu là mình đã rơi vào tham ưu rồi, tức là sân với tham đó. Trong khi hành đó là mình cứ tham muốn đắc cái tuệ này, đắc cái tuệ kia, đó là tham. Và vì vậy cho nên mình lại đâm ra sân với cái tình trạng mà hiện nay mình chưa được gì cả, mà cứ ngồi vào một cái là sân với tham khởi lên. Mà Đức Phật Ngài nói là chánh niệm chánh giác thì không có tham ưu xen vào, mà mình cứ hễ mà ngồi vô cái là khởi sự là bằng tham ưu, thành ra là hành thiền tuệ như vậy là sai. Một cái tâm mà hoàn toàn trong sáng, một cái tâm mà không có bị các cái ý niệm hay là cái quan niệm hay là cái tình cảm hay là cái tham sân gì xen vào đó, tức là khi mình buông hoàn toàn để cho nó thật sự rộng ra, thì chính cái lúc đó đó chánh niệm tỉnh giác nó mới thực sự là nó ứng ra để mà thấy rõ các pháp. Còn nếu mà mình hành mà mình cứ muốn là hành thế nào để cho sớm thấy cái này thấy cái kia để mà đắc cái này cái nọ là sai. Nhưng mà khi mình buông ra đó thì từ đầu nó sẽ thấy, buông ra thì trong cái tâm thái mà trong sáng tự nhiên đó thì tự nhiên mình sẽ thấy danh sách, mình thấy ra đâu là thân, đâu là tâm một cách tự nhiên, tức là mình để ra cái tự nhiên mình cũng cần để mà thấy nữa, nhưng mà từ đầu nó thấy rồi nó thấy vô thường, thấy sinh diệt, thấy vô thượng khổ vô ngã, đại khái như vậy. Tức là những cái thấy đó là nó sẽ tự nhiên đến, mà nhưng mà chỉ đến khi nào mình thực sự buông ra. Như ngày hôm qua thầy có lấy mấy cái ví dụ mà cái anh chàng mà ngồi mà nhìn thấy cô gái đi ngoài đường đó, cái ví dụ đó, tức là mình phải buông ra thì khi đó mình mới thấy thực. Chứ còn không phải là đi tìm tòi, không phải là khi mình tìm tòi đó, khi mình cố gắng mà tìm tòi cái đối tượng đó, thì cái tâm tìm tòi đó nó đã phát xuất từ một ý niệm rồi, có phải không? Có ai thấy được cái vị thế đó? Khi mình tìm tòi tức là mình đã khởi lên một ý niệm tìm tòi rồi. Mà tìm tòi là tìm tòi cái gì? Tìm tòi là tìm tòi cái ý niệm mà mình nghĩ là, mình nghĩ là nó như vậy, cho nên bây giờ mình đi tìm tòi cái đó, thì như vậy là mình lại đi tìm tòi cái ý niệm của mình, chứ nó đâu phải là tìm tòi được thực tánh. Làm sao mà mình thấy được thực tánh được? Thầy nói hành hoài vẫn không thấy được thực tánh gì cả. Và đa phần á, thì vì hành quá cố gắng, tập trung quá nhiều, cho nên thường là gặp phải cái trạng thái của thiền định, chứ không phải là thiền tuệ. Hầu hết những cái người mà đi hành thiền tuệ đó mà về mà đi hành xong rồi mấy khóa nào đó rồi về mà trình bày lại với thầy, thì thầy thấy hoàn toàn là họ có kết quả, nhưng mà cái kết quả đó là kết quả thiền định, nhưng mà kết quả thiền tuệ, tức là không phải thấy ra tánh mà họ được yên ổn được chút gì đó, cái tâm họ được là yên tĩnh đồ một cái gì đó, thành ra họ tưởng là như vậy. Còn cái mà họ thấy đó ở trong cái mà họ gọi là thiền tuệ đó, cái thấy đó cũng vẫn là ý niệm của thiền định, tức là cái tượng của thiền định. Bởi vì nó nếu mà mình không hiểu rõ đó, nó chỉ cần lạc qua thiền định một cái là tượng nó phát sinh lên. Khi tượng phát sinh lên đó, thì mình thấy vô thường quá nha, thấy cái hiện tượng này, thấy hiện tượng kia, nhưng thực ra cái hiện tượng đó là hiện tượng tiền ảo của tượng đưa ra, rồi họ tưởng là họ đã đắc cái tuệ này, đắc cái tuệ kia. Đó là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên ngay khi mà họ nói họ đắc rồi đó, thực ra chưa đắc gì cả. Bởi vì có một câu chuyện này rất là đáng thương. Tức là anh chàng đó là đi hành thiền, đi qua bên Miến Điện hành thiền, vô trong một cái trường thiền. Thì anh hành thiền và
nhớ một điều này dùng. Có những người hành thiền rất mau đắc, nhưng mà đắc đắc một cách rất là nhầm lẫn. Đã bởi vì sao? Vì tham vọng nhiều quá cho nên mới cố gắng nhiều. Mới cố gắng nhiều cho nên nó mới sinh ra những cái trạng thái này trạng thái kia. Sinh ra trạng thái kia này trạng thái kia cho nên mình thấy là mình đắc cái này cái nọ gì đó. Nhưng mà tại vì đã nghe giảng, đã nghe giảng rồi, với là đã nghe cái trình thiền mấy thiền sư nói thế này thế kia, bây giờ nó cái tượng nó mới nó nắm bắt cái tượng đó, cho nên khi ngồi vô là nó ra cái đó. Thì bây giờ thầy hỏi anh Trường như thế này thôi, tại sao á mà những người bên Bắc Tông á, người ta niệm được Quán Thế Âm á, thì người ta thấy được Quán Thế Âm hiện ra cứu, mà tại sao mà bên Đạo Thiên Chúa đó, người ta niệm Đức Mẹ đó, thì Đức Mẹ hiện ra cứu? Thực ra Đức Mẹ hay Đức Quán Thế Âm á là chỉ là cái tượng của người ta mà nó ra thôi. Bên Trung Quốc á, thì Đức Quán Thế Âm là người là đàn ông chứ không phải đàn bà, do đó khi mà niệm Quán Thế Âm á, là thấy đàn ông ra cứu. Thì thực ra là cái hình ảnh đó là cái hình ảnh của mình đưa ra thôi. Thì ông anh của thầy á, ông cũng bệnh, ông bệnh đó, ông đi nguyện, ông nguyện thì thấy mẹ thầy về cứu. thấy mẹ thầy về cứu, mà thực ra đó là mẹ thầy bây giờ đi tái sinh đâu, ở đâu rồi, đâu có ở đâu mà về được mà cứu. Nhưng mà cái tượng của anh đó là vì thương mẹ, hoặc là kính trọng mẹ, hoặc là mẹ là cái hiện tại từ hồi nào thương yêu mình, cho nên bây giờ cái cứu đó là nó mang hiện tại là mẹ mình, thành cái tượng nó rất là nguy hiểm. Thì bây giờ mình nói là mình nói vô thường á, thì trong thâm tâm mình nó có cái ý niệm về vô thường. Bắt đầu mình ngồi lại cả thì cái ý niệm vô thường nó hiện ra, nó hiện ra thành hiện tại, cho nên mình tưởng đó là vô thường thiệt, nó đắc rồi. Đắc rồi thế là đắc cái ảo tưởng của mình, cái nguy hiểm như vậy. Thế thì cái anh chàng này đó, anh nói là anh tuyên bố là anh hành thiền mà bây giờ anh đã thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, và tâm anh bây giờ đã đạt đến tâm xả rồi, nghĩa là bắt đầu vô đạo, sắp vô đạo quả đó. thế thì bởi vì là anh đi xin phép đi hành thiền được có mấy tháng gì đó thôi, anh về anh phải về làm việc lại. Cái anh về một cái thì cái người yêu của anh là đi lấy người khác, trời, anh muốn là tạo quả nhập ma. thì cái vô thường với cái tâm xả đi đâu hết. Mình nhờ một mặt á, thì trong đời sống hàng ngày bình thường mình thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà nhắc lại là không phải thần trọng chú tâm quan sát một cách quá căng thẳng đó. Tại vì căng thẳng á, là mình đã là có ý đồ gì rồi đó mới căng thẳng, chứ thực ra nó bình thường thôi. Càng bình thường càng tự nhiên chừng nào là càng tốt chừng đó. Thì mình á, là hay muốn gấp. Sở dĩ mà tinh tấn á, không có nghĩa là cố gắng cho mau. Cố gắng cho mau là tham lam, chứ không phải là tinh tấn. Còn tinh tấn á, tức là không buông lung, không dễ vui, không bỏ mặc, gọi là tinh tấn. Chứ tinh tấn không hề có nghĩa là cố gắng. Vì cố gắng á, là có những cái là cố gắng. Nhưng mà cái cố gắng đó là đương nhiên, khi cần đến đó, thì nó mới cố gắng. Thế còn cái này là mình tự động mình cố gắng để mình làm cái gì đó, là tham vọng, chứ không phải là cố gắng. Mình phải phân biệt những cái đó cho thật kỹ mới được. Thì khi ứng ra cái, tức là khi nào mà ứng, chứ còn bình thường mình cứ sáng suốt định tĩnh trong lành mình buông ra thôi. Mình buông ra đừng làm gì cả, thì tự động nó sáng rồi. Tự nhiên khi mà mình vô cái đó rồi á, là mình sẽ thấy rất rõ. Chính cái lúc mà mình buông ra tự nhiên nhất á, là lúc đó trong sáng nhất. Nhưng mà mình không biết đó là một cái trạng thái rất là tốt. Chính lúc đó là cái trạng thái tâm thiền tuệ đó, là nó rất tốt. Nhưng mà mình không biết, mình cứ tưởng là phải cố gắng cái mê là đúng. Hay mà cố gắng nó là sai. Chính ra để lúc tự nhiên nhất á, cái tâm mà lúc tự nhiên nhất á, thì lúc đó lại là cái tâm nó mới đúng. Nhưng mà khi mà nó cái việc gì nó cần á, là tự động nó sẽ thần trọng chú tâm quan sát. Cho mình đừng có cần là quá chú tâm mà làm đó. Có một vài trường hợp các Phật tử sau khi nghe nói như vậy đó, về làm quá dữ đi, thấy căng thẳng,
Đang thật là phải rồi, là vì thực ra là mình đang ứng dụng sai. Cho cái chuyện đó mình không cần, nó tự động nó tới à. Bây giờ mình ngồi như thế này mình làm gì cả thì mắc mấy gì mà phải cố gắng mà làm cái gì đó. Tại sao mình ngồi không thì mình cứ buông ra đi chứ còn làm gì nữa. Mà khi mình buông ra không để cho cái tâm trí bị cái gì chi phối hết á, thì lúc đó nó là sáng nhất. Cái tài á, mình không biết, mình phải chiêm nghiệm để thấy ra hai điều. Một là thấy ra lúc nào thì pháp đúng nhất. Pháp đúng nhất á, tức là gọi là thấy ra được thực tánh pháp. Tức là thấy ra được thực tánh của pháp đó. Thực tánh của pháp là gì? Thực tánh của pháp có nghĩa là pháp lúc nó đúng nhất. Mà đúng nhất á, thì lúc nào nó cũng đúng nhất hết á. Pháp thì lúc nào nó cũng đúng nhất hết á. À, tại mình không hiểu cái điều đó, mình tưởng là pháp không đúng. Nhờ mình điều chỉnh là pháp mới đúng. À, mà nhờ mình tu tập mình làm này kia mình mới điều chỉnh cái pháp mới đúng. Sai lầm của mình ở chỗ đó. Thực ra pháp là đúng nhất, tại mình điều chỉnh nó mới sai. Nhưng mà pháp cũng vẫn không sai, mà mình tự sai lấy, mình tự chuốc lấy cái sai lấy đó thôi. Chứ còn pháp không sai. Ví dụ như bức tường của người ta như vậy thì nó đâu có sai gì đó, người ta xây lên như vậy đâu có sai gì. Tự nhiên cái mình đập vô một cái thì mình đau chứ ai đau, phải không? Tự nhiên mình đập vô một cái thì nó đau. Nhưng mà mình đập mạnh quá thì cái tường có thể đổ. Thì đập mạnh cái tường đổ cũng vẫn đúng. Cái tường cũng vẫn không sai, phải không? Mình đập mạnh thì cái tường đương nhiên nó phải đổ. Thì đó là cái định luật của cái tường, phải không? Định luật của cái tường là như vậy, cho nên định luật nó đổ nó vẫn không sai, nó vẫn đúng. Nhưng mà mình á đập á là từ mình chuốc lấy cái đau của mình thôi. Thế còn cái tưởng không sai gì cả. Nhưng cho nên pháp dù cho mình làm cách gì thì pháp nó vẫn đúng, chứ không bao giờ sai cả. Đó là cái điều mình cần phải nhận thức cho thật rõ như vậy. Cái sai là cái mình tự phóng ra rồi mình tự dồi lại cho mình thôi, chứ còn pháp nó vẫn như vậy à. Nhưng mà mình á thì lại là mình cứ xem mình là trung tâm vũ trụ rồi, mình là đệ nhất thiên hà rồi, cho nên mình là cứ ngồi đó mà cứ tu kiểu này tu kiểu kia, muốn chuyện pháp kiểu này chuyện pháp kiểu nào. Nhưng mà mình chuyện trật đi á, là chuyện cho đúng thì được. Đương nhiên khi mình hiểu rõ rồi á thì mình có quyền chuyện, phải không? Ví dụ như bây giờ mình muốn chế trà thì mình có quyền, mình biết là nước mình đun lên 100 độ thì nó sôi thì chế trà mới ra, cho nước lạnh chế không ra. Thì khi mình biết rõ như vậy rồi đó, ai đi lấy nước lạnh mà chế trà thì ta có quyền nấu nước lên 100 độ để ta chế trà. Thì đó là tại vì mình biết pháp rồi á, thì mình làm thì thuần pháp thì nó đúng. Chứ không phải là nói là thuần pháp có nghĩa là mình không làm gì cả. Nhưng mà thuần pháp tức là mình làm đúng pháp, chứ không phải là thuần pháp là không làm gì cả. Nhưng mà làm theo ý mình á mà không thuần pháp á thì cái đó là mình tự mình làm sai bao nhiêu thì mình tự chuốc lấy bấy nhiêu, chứ không pháp nó cũng vẫn vậy à. Không sao hết trơn. Cho nên á xem ra cái cây đứng ngoài trời á thì nó lại là nó hơn mình chỗ đất, nó sống thuần pháp. Còn hàng tháng thế thì nó khô lại. Hay mưa rồi thì nó đâm chồi này bầm lên. Đại khái vậy thôi, tức là nó cứ thuần pháp nó làm vậy thôi. Nhưng mà con người á thì hơn cái cây, nhưng mà hơn chỉ khi nào mà thấy ra được pháp để mà sống thuần pháp mà chuyển pháp được nữa thì lúc đó mới cái chuyển pháp đó mới đúng rồi. Còn á, nếu mà mình á còn hiện bây giờ là mình là muốn theo ý mình á thì lúc đó mình cũng thua cái cây, là cái cây nó biết còn biết thuần pháp.